Chúng ta đến với trận đấu này. Vâng, Panmark bên kia là cái gì? Vâng, bên kia là Sang Yao. Chết rồi, quân là họ lại đẹp. Bên mình cũng là hai chém rất tuyển. Mark Ban nhưng mà họ sẽ 2, 2, 2, 1 Ban và 1 Sang. À, 1 Sang và 1 IA. Donna,
Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ tư ở trong siêu thứ sáu. Và đây là Pan. Pan gặp Seng. Seng là người đi cùng. 2L dành cho bài Pan này. Bắt đầu ra ruộng. Gunny. Maxi gặp Bia. Và vẫn chỉ là cân thôi. Chúng ta xem chim mệnh có giết được Seng không. Vâng, đẩy quân lên. Còn được bơm một tí thịt. Còn lại có tê đi công khó chịu thế à giờ. Làm nhìn luôn có những tên đi công tê rất khó chịu. Mà có tê luôn bắn được vào ấy vàng. Không hiểu kiểu, không hiểu kiểu gì. Còn mất 2 dân. À mất 1 dân rồi. Đang rất tươi mà này. Đây chỉ vài mà tròn đồ ra ruộng của Pan thôi. Vòng có y từ này. Vâng, y dâng hay y rất cao. Đây là máy của Gunny. Vâng, đây là Gunny chuẩn bị có y đâm vào nhà. Vâng, có một cái hốc ở góc 6 giờ dành cho Gunny. Vâng, xin một cái y ở bên ngoài thì là tuyệt vời. Y đã có chiêng được vàng. Vâng, hốc của anh ấy giúp cho anh ấy vẽ được một vài cái ruộng rồi. Vâng, được bơm một tí gỗ. Phải chờ tầm 2-3 con mới vào được. Vâng, đây là bài Pan. Pan đứng ngoài và đi cung. Bên trong không có quá nhiều order, chỉ có tầm 3 con thôi. Bà này vẫn đâm được thoải mái. Ờ, chứ anh có khi tạt sang nhập IA không? Hay chỉ ở chơi ở đây thôi? Một cái BS ăn gỗ. Không, chứ như là không phải BS ăn gỗ. Rất nhiều y từ này vào. Rồi, đã vào. Đó, từ này thì là tươi đấy. Rồi, bắt đầu chuyển A đến từ Sen. Nhưng mà IAC đã vào rồi. IA từ nãy chả cứu được, bên mình toàn lạc đà với Y thôi. BG, một cái BG nữa. Đi vẽ thêm vài cái ruộng. Vậy này. Đẩy vào, đẩy vào. BG, BG, một cái BG, BG. Làm vài cái ruộng nữa. Vâng, như vậy là xe đã chết bài này. Vâng, Pan bên kia đứng có vẻ khỏe ra thôi. Không, Pan chưa đánh xe tham 14. Vâng, ăn được đánh cùng nhà xe. Nhưng mà Pan đã mất tham rồi. Khó quá. Danny đang có một bài vòng tham 26 của Maxi. Để đi tìm những điểm làm ăn khác. Và bên kia cũng thủ cái y. Đâm thôi. Phá ra ngoài ăn thêm mấy đồng. Thank you.
cái y của mình đã chuẩn bị lên cái giáp 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 4 rồi. Vâng, đã lên xong. Vâng, để thiêu thì thiêu thế. Vâng, mới lên cung rồi nhưng mà không rất khó đấy. Vâng, họ cũng giáp 4. Vâng, họ ra A tại nhà và đang cá rỉa. Khó quá. Hai đều. Chúng ta đến với chung kết C6.